Nhân kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2023, chiều nay Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức gặp mặt với đại biểu cán bộ, nhà báo, phóng viên, các cơ quan thông tấn báo chí trung ương, địa phương đang thường trú hoạt động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự và chủ trì buổi gặp mặt. Cùng dự có đồng chí Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, một số sở ban ngành của tỉnh, Thường trực, Trưởng ban Tuyên giáo các huyện, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc, lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên, các cơ quan thông tấn báo chí trung ương và địa phương. Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của báo chí cách mạng Việt Nam nói chung, báo chí Ninh Bình nói riêng. Những năm qua, công tác báo chí trên địa bàn tỉnh luôn được Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi để tác nghiệp. Hiện trên địa bàn tỉnh có 20 cơ quan báo chí đang hoạt động, trong đó có 3 cơ quan báo chí của tỉnh, thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh, hội nhà báo, các cơ quan báo chí của tỉnh và đội ngũ những người làm báo trên địa bàn đã có nhiều cố gắng trong đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thông tin tuyên truyền, tiếp tục thể hiện rõ vai trò xung kích trên mặt trận tư tưởng văn hóa của Đảng, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, đóng góp quan trọng cho sự phát triển của tỉnh. Diện mạo, số lượng, chất lượng các ấn phẩm báo chí, các chương trình phát thanh truyền hình ngày càng được cải thiện, lượng thông tin đăng tải phong phú, đa dạng và hấp dẫn hơn. Các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh đã kịp thời phản ánh thực tiễn sinh động của xã hội, tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân, phát hiện và cổ vũ những nhân tố mới, điển hình trong xã hội và những thành tựu trong công cuộc đổi mới của đất nước nói chung và của tỉnh nói riêng. Báo chí cũng đi đầu trong đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực tham nhũng lãng phí và các tệ nạn xã hội, phản bác các luận điệu sai trái, vu khống xuyên tạc, góp phần làm thất bại mọi âm mưu của các thế lực thù địch chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng. Trong không khí đầm ấm thân tình, lãnh đạo phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí trung ương và địa phương đã bày tỏ niềm vinh dự và trân trọng cảm ơn Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các sở ban ngành đoàn thể, các địa phương trong tỉnh đã quan tâm chỉ đạo, định hướng, hướng dẫn, phối hợp, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để các cơ quan báo chí và những người làm báo hoạt động tác nghiệp. Chia sẻ tâm tư tình cảm, những khó khăn vất vả và cả những nỗ lực cố gắng, quyết tâm trong thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, các nhà báo cũng hứa sẽ tiếp tục phấn đấu tu dưỡng rèn luyện đạo đức, không ngừng nâng cao kỹ năng trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phản ánh sinh động khách quan, chính xác, kịp thời thực tiễn cuộc sống, đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển của tỉnh, cũng như xứng đáng với niềm tin yêu mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân trong tỉnh đã dành cho. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đoàn Minh Huấn khẳng định, thời gian qua, cùng với sự phát triển của báo chí cả nước, công tác báo chí và hoạt động của đội ngũ những người làm báo trên địa bàn tỉnh ngày càng lớn mạnh, đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, tạo sự đồng thuận trong xã hội, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành quản lý của chính quyền các cấp. Ghi nhận, chúc mừng và biểu dương những cố gắng, nỗ lực, thành tích của các cơ quan định hướng, quản lý báo chí, các cơ quan thông tấn báo chí và đội ngũ các nhà báo, phóng viên, biên tập viên, người làm báo trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng chỉ rõ một số tồn tại hạn chế, lưu ý những khó khăn thách thức đặt ra đối với hoạt động của báo chí trong bối cảnh hiện nay. Đồng thời đề nghị các địa phương, đơn vị trong tỉnh, các cơ quan thông tấn báo chí, đội ngũ nhà báo, phóng viên, biên tập viên và người làm báo trên địa bàn tỉnh tập trung thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm. Trong đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục làm tốt vai trò là cơ quan tham mưu giúp việc cho Tỉnh ủy về công tác chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí hoạt động đúng tôn chỉ mục đích, quy định của pháp luật, tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, tin giả, tin xấu, độc, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, tạo sự đồng thuận trong xã hội, thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển của tỉnh. Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước về báo chí, thường xuyên cập nhật các quy định, chính sách mới để quản lý, hướng dẫn các cơ quan báo chí, người làm báo tác nghiệp trên địa bàn tỉnh hoạt động đúng quy định của pháp luật và đạo đức của người làm báo. Tích cực phối hợp hỗ trợ các cơ quan báo chí địa phương thực hiện chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả hoạt động, hướng tới chuyên nghiệp hiện đại, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội của tỉnh ngày càng phát triển. Các sở ban ngành địa phương thực hiện tốt quy định về việc phát ngôn, cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí, phối hợp chặt chẽ với cơ quan thông tấn báo chí, thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, cung cấp thông tin cho báo chí, đấu tranh phản bác những thông tin xấu độc, xuyên tạc, nhất là trên mạng xã hội. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí trung ương thường trú và hoạt động trên địa bàn tỉnh tiếp tục đồng hành và đóng góp tích cực vào sự phát triển của tỉnh, hoạt động đúng tôn chỉ mục đích, cung cấp thông tin chính thống, tin cậy đến công chúng,
đặc biệt là quan tâm đẩy mạnh tuyên truyền về tiềm năng nổi trội, lợi thế cạnh tranh, thúc đẩy truyền thông chính sách, góp phần tạo dựng hình ảnh Ninh Bình phát triển năng động, sáng tạo, đáng tin cậy để thu hút các nhà đầu tư, khách du lịch, tăng cường giới thiệu quảng bá đất và người Ninh Bình thông qua các tác phẩm trên nhiều loại hình báo chí khác nhau. Đối với các cơ quan báo chí của tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cần bám sát sự chỉ đạo định hướng của Trung ương, của tỉnh, tiếp tục đổi mới, nâng cao tính chuyên nghiệp, thúc đẩy chuyển đổi số, góp phần xây dựng thương hiệu địa phương, định vị các giá trị bản sắc của Ninh Bình, khẳng định vị thế là kênh cung cấp thông tin chính thống, là định chế truyền thông trọng yếu tại địa phương. Chú trọng tuyên truyền, phản ánh các mô hình mới, cách làm hay, gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực để lan tỏa những giá trị tốt đẹp, tạo niềm tin, sự phấn khởi trong toàn xã hội, động lực tinh thần cho nhân dân thi đua hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Hội Nhà báo tỉnh tiếp tục đoàn kết đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao đạo đức nghề nghiệp, rèn kỹ năng làm báo cho hội viên, đồng thời có nhiều hơn nữa các hoạt động thiết thực sát với nhu cầu lợi ích của hội viên để hội thực sự là mái nhà chung của những người làm báo. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị mỗi người làm báo cần thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, bản lĩnh nhà báo cách mạng, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, làm chủ các phương tiện kỹ thuật hiện đại, bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, dấn thân hơn nữa, say sư hơn nữa để có nhiều tác phẩm chất lượng cao, sắc bén, hấp dẫn, để lại dấu ấn đậm nét trong lòng công chúng. Nhân kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chúc các cơ quan báo chí, anh chị em nhà báo, phóng viên, biên tập viên cùng toàn thể những người làm báo trên địa bàn tỉnh sức khỏe, gia đình hạnh phúc, tiếp tục phát huy truyền thống, trí tuệ và trách nhiệm của người làm báo, chung sức đồng lòng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, xây dựng tỉnh Ninh Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh. Thay mặt ban tổ chức và đại biểu dự buổi gặp mặt, đồng chí trưởng ban tuyên giáo Tỉnh ủy Bùi Mai Hoa trân trọng cảm ơn và nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy để công tác định hướng tuyên truyền báo chí đạt kết quả tốt hơn trong thời gian tới. Đồng thời khẳng định các cơ quan đơn vị địa phương trong tỉnh sẽ căn cứ chức năng nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ hơn với các cơ quan báo chí, các nhà báo để góp phần quan trọng trong việc chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong thời gian tới. Trân trọng gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, nhà báo Đoàn Minh Huấn, nguyên tổng biên tập tạp chí Cộng sản và đội ngũ những người làm báo Ninh Bình nhân kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Đồng chí trưởng ban tuyên giáo Tỉnh ủy cũng mong muốn các nhà báo, phóng viên, biên tập viên, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh tiếp tục nỗ lực góp sức, đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh cũng như sự trong sạch vững mạnh, giàu tính chiến đấu của Báo chí Cách mạng Việt Nam.